Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Linh. Các bạn có nhớ cái số mà Linh quay thạch thủy tinh mấy hôm trước không? Cái số thạch thủy tinh dư Linh đã bỏ nước và bỏ vào ngăn đá khoảng mấy ngày thì nó đông lại như vậy nè các bạn. Cho nên hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách ăn đá. Trời ơi, mình không biết là cái răng của mình nó có trụ được sau khi ăn cái miếng đá bự thiệt là bự này không ạ? Ok nè mấy bạn. Đây, cái miếng đá nó bự như vậy nè. Mà còn ghê gớm hơn là khi các bạn lập nó ra đằng sau. Một đống mấy cái hạt thủy tinh nó nhô lên nhìn giống như mấy cái mụn nước vậy đó mấy bạn. Nó mang cho mình cái cảm giác nó hơi sợ khi mà nhìn vô cái đám này. Chứ thực sự thì nó cũng bình thường thôi. Ăn thì nó cũng bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ cắn thử một cái nha. Trời ơi, răng ơi, mong cưng bình yên. Với cái độ cứng của cái miếng này thì mình cảm giác nó cũng không có cứng lắm đâu. Mình nhai được. Tiếp nha. Nhưng mà lạnh lắm mấy bạn, nó cứng mình nhai được nhưng mà nó buốt trong răng luôn á, nó lạnh dữ lắm luôn. Cái tay mình nó đỏ luôn nè. Cái tay mình nó đỏ lên luôn rồi nè. Lạnh quá. Không sợ cứng nhưng mà sợ lạnh. Các bạn nào mà thấy Linh ăn đá như vậy mà cảm giác ê răng thì để lại comment bên dưới cho Linh biết nha. Đỏ hết tay luôn, để giày cạp đi. Đây, mình sẽ chọn một cái tư thế an toàn để mình có thể cạp mà đỡ lạnh tay. Yeah.
mình đã bắt đầu quen dần với cái lạnh này rồi. Máy bay đúng không? Chờ một chút. Cá nhân mình thấy thì cái hạt thủy tinh đông đá này ăn ngon hơn là cái nguyên bản của nó. Ăn nó đỡ ngán hơn. Mình cảm giác là nhà hàng xóm có thâm thù với mình đó mấy bạn. Thì bên đây là đất của ổng. Bên đây cũng là đất của ổng. Thì vài năm trước ổng xây nhà bên đây ồn cũng đâu nửa năm á. Bây giờ ổng chuyển qua xây bên này cũng ồn. Và chưa kể đó, khi mà mình quay SMA này á, mình cần cái không gian yên tĩnh. Thì cái hòn non bộ của ổng, cái máy bơm đặt vô tường nhà mình luôn. Thì bây giờ 4 giờ sáng nó bắt đầu bơm. Cho nên là nếu mà các bạn nghe thấy cái tiếng ẹ trong cái video của mình là do cái máy bơm nhà hàng xóm. Đau khổ ghê. Anh zoom vô giùm em cái đống hột này. Zoom vô nè. Hết nước rồi hả? Mình sẽ lấy cái cảnh mà mình chọt chọt cho nó bể bể mấy cái hộp này, cảm giác kích thích lắm mấy bạn. Kéo lên nè, lại cho góc cũ. Cái ngón tay của mình hết cảm giác rồi mấy bạn. Các bạn có biết mình cạo cạo mấy cái này để làm cái gì không? Mình muốn lấy cái âm thanh khi mà cái ngón tay của mình chạm vào cái đá này thì nó sẽ tạo thành một cái âm thanh sột soạt. Cái dạng âm thanh sột soạt này á thì sẽ kích thích đối với một số bạn cũng nhiều á. Mình cảm giác như là những cái người yêu thích cái âm thanh sột soạt này cũng khá là nhiều. Cho nên là mình sẽ làm riêng những cái âm thanh sột soạt này cho những bạn đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái phần ăn uống nha. Nãy giờ ngồi chọt chọt cái này xong rồi răng nó ít lạnh lại, cắn vô một cái nó lạnh tiếp. Trời ơi, nó buốt ghê luôn á. Ê, thật sự ê răng. Lạnh quá nó ê chứ không phải là cứng quá. Mình kết thúc ở đây thôi. Mình đã quá lạnh rồi. Ăn vô xong rồi, bây giờ nguyên người lạnh luôn rồi mấy bạn. Cái này bỏ tủ lạnh ngày mai đập ra làm đá bào ăn. Không thể nào ăn nổi nữa rồi, lạnh quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Linh nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Cắn thêm cái nữa rồi. À, khoan từ từ.